Quang Tây xin chào con và các bạn. Thì hôm nay cập nhật với anh Long ngày 23 tháng 4. Thì hiện tại giá anh Long ruột trắng vẫn nằm ở mức khá thấp nha. Do mình đụng với cái hàng mùa đang thu hoạch bên phía Trung Quốc nè. Đang vô vụ thu hoạch thanh long bên phía Trung Quốc nên giá anh Long ruột trắng ở nước ta giảm khá thấp. Tại vì khi mà chi phí sản xuất ở đây vận chuyển qua tới bển nên nó đội giá lên khá cao, nó sẽ không có cạnh tranh với cái hàng nội địa được nên cái giá hành lông ruột trắng vẫn nằm ở mức khá thấp. Thì nếu mà mình bán giá thanh long ở nước mình bán cao quá thì người ta sẽ chọn cái hàng nội địa nha, ta sẽ không có nhập cái hàng của mình nên giá thanh long của mình phải theo cái giá của nội địa mới cạnh tranh được. Thì kênh mình sẽ cố gắng cập nhật và theo dõi tình hình giá cả anh Long liên tục. Rồi dàn cập nhật giá anh Long ruột trắng hàng đẹp 12 đến 14 ngàn, hàng sàn 10 đến 11 ngàn, hàng dạt 6 đến 9 ngàn. Hiện tại giá anh Long ruột trắng miền Tây Bình Thuận không có chênh lệch nhiều nha, 1 đến 2 ngàn. Giá anh Long ruột đỏ loại 1 35 ngàn, loại 2 28 ngàn, loại 3 22 ngàn, loại 4 14 ngàn, hàng dạt 8 đến 11 ngàn. Rồi kênh mình hôm nay cập nhật giá anh Long nhanh đến đây thì cũng xin kết thúc. Bà con quan tâm thì nhấn đăng ký kênh và nhấn một like nha. Để nhấn một like để kênh mình có thêm động lực để mình tiếp tục làm ra nhiều video để phục vụ cho bà con. Rồi xin chào bà con và các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha.